Mới đây tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Pháp được tổ chức với chủ đề Kết nối cơ hội đầu tư kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp với địa phương với địa phương hai nước Việt Nam Pháp. Đây là sự kiện trong khuôn khổ hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu doanh nghiệp hai nước. Hợp tác giữa các địa phương còn gọi là hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp được đặt nền móng từ năm 1989. Từ năm 1989 tới nay, thành phố Hà Nội đã thu hút khoảng hơn 494 triệu đô la Mỹ vốn FDI từ Pháp, trong đó năm 2022 thu hút khoảng 7,8 triệu đô la Mỹ vốn FDI và trong 3 tháng đầu năm 2023 thu hút thêm 0,92 triệu đô la Mỹ. Với nền tảng tốt đẹp đó, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Pháp là cơ hội để kết nối chính quyền các thành phố và các nhà đầu tư doanh nghiệp hai nước Việt Nam Pháp. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có nhiều cái diễn đàn hơn nữa. Ngoài ra thì sau diễn đàn thì chúng tôi cũng mong muốn có một kênh kết nối với cả các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hiệp hội. Và cụ thể thì chúng tôi cũng mong muốn là có những cái yêu cầu cụ thể từ phía doanh nghiệp Pháp. Ngược lại là phía Pháp cũng sẽ lắng nghe những cái mong muốn của phía doanh nghiệp Việt Nam. Cũng tại diễn đàn đã diễn ra phiên kết nối, hoạt động này được xem là sẽ tạo sự gắn kết, thúc đẩy các hoạt động ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp Pháp và Việt Nam đều cảm thấy hài lòng và kỳ vọng nhiều ở diễn đàn kết nối. Một số tỉnh thành chúng tôi cũng đã làm việc rồi và đã gặp gỡ rồi, hoặc là đoàn của các địa phương sang Pháp. Lát nữa chúng tôi có buổi làm việc và gọi là riêng với lại thành phố Khánh Hòa. Chúng tôi có một cái dự án về du lịch. Thông qua hội nghị sẽ có những thỏa thuận được ký kết và tôi hy vọng những thỏa thuận này sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác phi tập trung giữa Pháp và Việt Nam. Đồng thời qua đây có thể mong đợi những thỏa thuận hợp tác mới phi tập trung khác giữa các địa phương khác của Pháp và Việt Nam. Kể từ khi thiết lập quan hệ song phương đến nay, Việt Nam và Pháp luôn tạo dấu ấn trong quan hệ thương mại với những con số ấn tượng. Thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng, đạt gần 7 tỷ euro vào năm 2021 và ước tính lên tới 8 tỷ euro vào năm 2022.